sáng hôm nay mở mắt ra là anh đã thấy một người con gái đang nép bên tay anh. Một làn da trắng ánh nắng khe lùa qua tóc em, làm cho có má em ửng hồng. Sáng hôm nay thật ra em từ lâu thức giấc, mà tại em muốn anh ngắm nhìn, ngắm gương mặt em thật lâu để anh có thể nhận thấy. Cho anh cả trái tim, một lần em nói rất nhớ anh đã khiến cho anh hằng đêm thao thức nghĩ cách đến một ngày. Tay chung đôi, nhà thờ chung rêu vàng là một kết thúc tạm mãi bên nhau. Và em nay đã rất tin những gì anh nói, thì cứ bước theo anh và nhớ đi thôi. Dù có mây mù giăng khắp lối thì anh vẫn giữ hẹn ước của mình, là anh vẫn sẽ mãi mãi luôn ở đó chở che một nơi khoảng cách như chẳng còn. Sẽ không lo nếu có mây mù hay bão tố, vì em đã trốn tin anh chính lúc em dành cho anh cả trái tim. Một lần em nói rất nhớ anh đã khiến cho anh hằng đêm thao thức nghĩ cách để một ngày. Tay chung